Rồi mình giới thiệu các bạn cái mô hình trồng rau thủy canh theo hình tháp nha. Thì đầu tiên là chúng ta cũng phải gieo hạt giống trong những khay như thế này các bạn. Đó, mình đưa muống nè ha. Đó. Rồi sau đó là mình đưa lên hệ thống. Khi mà cái cây nó lớn thì chúng ta sẽ đưa vào hệ thống như thế này. Đó. Từ mỗi cái nó sẽ có một cái lỗ đó để đặt cái cây vô. Ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chờ nó lớn rồi chúng ta thu hoạch mỗi ngày thôi các bạn ha. Đó, thì cái mô hình này cũng khá là dễ. Thì những cái tháp này chúng ta có thể mua bên ngoài ở những cái nơi mà họ lắp đặt cái hệ thống á. Chủ yếu là cái cách chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải gieo hạt ở bên dưới trước ha, như thế này. Khi mà do cây nó cứng cáp chúng ta tách ra ha. Chúng ta tách ra thì khi nó cây nó khỏe thì chúng ta mới đưa lên tháp được ha. Thì mỗi cái tháp thì nó có cái lỗ như này mà ha. Đó, thì chúng ta để cho từng lỗ cho dễ ha, thì có nước vô nó dễ thôi. Rồi, xin chào các bạn ha. Đó là cái mô hình chúng ta làm theo tháp trồng rau. Theo tháp nó cũng khá đơn giản, tiện lợi. Dễ thôi. Rồi, xin chào tất cả các bạn.